Bát bì tuý xong cột mình chỉ điệp xua đo lục tá lục dế nhìn mít bật bò ra sắt cái đồng mặt cầu vật tết chỉ tì cột mặt cầu an đại vừa từ lọc một cái tàu mình to tiệt hơi bát bát hơi tụt hiểm nên khi bạn thua đầm nào mà đo vật đại từ xua vật đại từ xua nổ kẹt sọc trang bát đâm bấy chạy đầm lấy nó còn cầm vật thì bạn sập phốt chóng rung ở phố sắt với chỉ bảo phía thay mai bát bạn bật cho khăn xe má nó vật đại từ xua bát hãy phép được hiểm nên trời chỉ ngày đập pì rối khai phá lục kính chân nằm thó bây giờ sắc bây giờ sắc rái bì phòng bàm rối học sắp rộng phí trơn nâng thang ái tì bàm khai mì nế chân nằm bì phòng mà phải buôn bạn hãy cảm thấy bắn mệt bệ thang ai phèm nếch chìa thang ai cho bắn ai bạn mẹn gà đô chìa phèm nếch mẹn phực phèm nếch mẹn đô chìa cảm thấy cắt kì xe bô sập bụt lo nô rung ở phố sắt đô chìa bà phía thamay bạn hãy xong bàn chênh nò lục tà lục chê phục mẹ bọc ôn tạm đàm nửa thu sân à nô con ông cảm thấy bắn nửa thang anh bạn bát bên lục ta lục dây phục mẹ bằng bố thu sân nàng xe vi tàu rồi bỏ biếng đôi chìa không trò biếng xong mà sụp rai nọc mối bạc xe vào nọc mối đánh tròn tạp đàm nọc xe vi tàu thông thông mẹ rồi bỏ biếng tư bí bạc xô mò kinh biếng xong bằng chìa lục ta lục dây phục mẹ bằng bố tạp đàm nọc thu sân nàng nọc cầm thịt bàn nọc thang anh bạc biếng xong bằng kinh biếng xong mà chạy đồng lệch nọc phía xa Việt Nam thịt bạc dạ biếng tư bí mến kính chào cái chú anh chị, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước đã tiếp tục trở lại video mới của Biên. Lại nói đầu tiên, Biên xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Tiếp tục sáng hôm nay, nhằm ngày năm Tây, tháng 4 năm 2004, Biên lại có mặt tại chùa Đai Tứ Xua, cũng như là cập nhật chia sẻ hình ảnh trong đại lễ ký giấy Sima gửi đến quý vị và các bạn cùng xem. Dạ, thì sáng hôm nay thì có chương trình cắt băng khánh thành của chú anh chị. Biên mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng tham gia buổi lễ hôm nay nhé. Dạ, nên xem video của Biên thấy hay cũng như là tạo động lực cho Biên để có video mới nhất Biên đang cập nhật chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn cùng xem. Giúp cho Biên xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Biên chân thành cảm ơn rất nhiều nha. Rồi Biên mời quý chú anh chị và các bạn cùng tham gia buổi lễ hôm nay. Dạ, Biên sẽ di chuyển vào chùa ha. Biên đang đứng là cổng chùa và đây là trước cổng chùa cái cầu bắc ngang con sông để di chuyển vào chùa. Thì chút nữa Biên sẽ ghi hình từ bên ngoài này trước cổng chùa vào trước trong. Ghi hình cho các chú anh chị và các bạn cùng xem cho Biên mời nhé. Đây để các chú anh chị buổi sáng hôm nay á, thì có các anh cơ quan chức năng cũng như là sắp xếp đường ngăn chặn lại không cho xe lôi vào ra vào nha các chú anh chị để đừng cho kẹt xe các chú anh chị. Rồi Biên sẽ di chuyển vào trong nhé. Đó thì sáng hôm nay á, thì thấy các bạn lãnh đạo đến tham dự đại lễ trong dịp các ban khánh thành sáng nay của chúng chị rất đông luôn, cũng như là vị sư các trụ trì chùa các đêm tham dự lễ của chúng chị chùa khác các chúng chị rất đông luôn. Rồi đó thì phía bên đây thì các anh chị cô chú cũng bác rất là đông của chúng chị đó. Được tiền đó hả này? Bán đảo không em? Lá gai vậy hả? Lá gai cũng được hả? Dạ. Thì bữa nay là bán đắt nè. Bữa nay là ngày chánh lễ nè. Dạ. Chánh lễ là bán đắt hả?
bà thân anh chị khang cầm rò bám chun pho nô được cái hiểm ninh nô còn gặp một thế bàn sập bút lóng cùng một bộ sắt đôi chân vào cái hia bà chụp đẹp xua bà bà mà chơi sầm đen rò bám chun pho nô còn gặp một thế cắt xe bồ nô được cái hiểm ninh bà sầm chơi rôm tam tam một chút na bà dạ và thư chun chỉ và các bạn và đây các anh các trẻ em đội rò bám chun pho biểu diễn sáng nay tại chùa Đại Tự Xua trong chương trình cắt băng khánh thành sáng nay cái chương trình đó rất là đông, thì thế Phật tử tấp nập để đi tham dự đại lễ sáng nay rất là đông của chương trình. Bà thái biển là xua thầm chùa hàng cá nóng hả bà làm về vượt tập cùng với một tập kiếp rút kiếp hàng cá nóng một cá nóng cầm thi cắt xe bô phục vụ hiếm nên bạn dạ bây giờ biên mời quý cô chú anh chị và bạn cùng ta bước vào trong cũng như là xem toàn cảnh sáng hôm nay làm lễ cắt băng khánh thành nhé quý cô chú anh chị đó biên đang di chuyển vào trong đó nha dạ. Thì hai bên biên có thấy là các đội anh em Giovanni đi đang cũng như là chuẩn bị tiếp đón các vị sư các quý Phật tử của chúng chị để của các ông lãnh đạo cũng như là đến tham dự lễ các băng khánh thành sáng hôm nay rất là đông, và đặc biệt hôm nay thấy rất là đông Giovanni sáng hôm nay tại chùa Đại Tự Xua nhé các chú anh chị đó trong dịp lễ các băng khánh thành dạ yeah. Đây và đây là Giovanni các chú anh chị với trang phục Khmer của đồng bào Khmer các chú anh chị và đây chắc anh em Giovanni dạ bà thân mấy chiếc hàng cầm Giovanni à bạn thì sắp hàng mấy chiếc hàng cầm này đi và từ xưa ạ sao bài bát hơi biên màn thua nằm mà đó khang cả làng thua cầm thi cũng là thua cầm này cầm thi cảnh xe búa bạn chào các thưa quý chú anh chị và các bạn viên đã di chuyển ra phía khán đài làm lễ các băng khánh thành quý chú anh chị thì sáng hôm nay rất là đông Phật tử đến tháp dự lễ của chú anh chị quá trời luôn đó thì chương trình các băng khánh thành đang gần tới giờ của chú anh chị ที่กลางนี่คือที่กลางมหาซาได้กลางในงานเป็นบริษัทมาจูรูมนกนกปุกบันบัตรกลางจูกระซ้อบัตรว่าเธอช่วยจีบบางที่เทียบในลับที่ไหลดึงก็เหมือนในคุ้งยืนถ้าคนตื่นเต้นทำยังไงไหลเล่นคุ้งเดินคุ้งจุดเด็ดบาทนั่นคือข้างกระหนักปากกาบาทข้างเรียนจอมบาทบาทเฮ้ยรูปยมบาลทัวร์ดำเนินโจมกข้างกระนองบริเวณวอดโดยเจกแรงที่มหาซาบาทที่มหาซากระแรงโดยเจียนิยมิตรพุทธบริษัทมาจูรูมนกนกการปฏิบัติบรรจอบคันเสมาปัสสุทธชลนกเราเฮียทำไมนวัดดาจะสู้ให้ตาปรึกนิ่งเมียนยาพุทธบริษัทอย่างกิจการบานมาจูรูมบานให้ปรึกนิ่งเมียนการปฏิโดยเจียกัดกระแสโบสมุทรชลนกรวงพอสัตทำไมนวัดดาจะสู้สดายบาทสู้บัญชีนันลูกตาลูกใหญ่ลูกตานิยมิตรพุทธบริษัทโดยเจียกนกเทกราบเทสมจูรูมตามตามมาทุสนานกเกษตรวิโตรอชานกนกการปฏิบัติมาทางนิบัตให้เบียงส้มจุนโปดอลูกตาลูกใหญ่ปุกแม่บางปนก็บุงแต่ทุสนาตามดานมันก็เซวิโตเราบอกเบียงตุ้บีจูบแต่สักใดซอกสักใดจำร้านโรซี่กัดแม่บ้านบาทสมบัติเกินบาทยาวาทือวิจุนจีบักหลังเบียงด่ายี่เกียงว่าว่าเบนตรงผู้งูชัวว่าเบนได้ล่ะเกี้ยแหล่ได้nơi cung đường ta bảo của chú chị dạ thì sáng hôm nay á thì
rất là đông Phật tử đến tham dự lễ. Thì sáng hôm nay thì có chương trình các băng Khánh Thành nha, cô chú anh chị. Rất là đông luôn. Dạ, quá đặc biệt. À, cô chú anh chị nhà, và các bạn nhớ đón xem nha. Dạ. Rất là đông luôn. Dạ. Để chúng ta ổn định lễ đường. Vậy xin trân trọng kính thỉnh và kính mời hai nhóm bậc cao na sang mời thần niệm các đại chúng cùng cùng bậc ban niệm ban chùa mong can sal tổ bị thi na sang mời cái nhà cam ca dân chui sầm ruồi nấu ti cả lại sầm ruồi nấu ti cả lại sầm ra các đại chúng Tiên hành các bạn và thi phiếm kiến chân thành nhất đối với quý vị đại biểu đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ các ban Khánh Thành. Rất hân hoan được đón tiếp tất cả quý ngài và quý vị có mặt, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn bà con Phật tử thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng lễ Khánh Thành ngôi chánh điện Huệ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời hai em Thạch Hai Giang và Tây Mâm dẫn chương trình. Xin trân trọng kính mời. Chân kỳ bà thông, nên nhóm sông đoàn khoa bà gông, bà đặc kỳ gông, bà ổ bà khí. ประธานมนตรีรัฐบาลองค์ทรงกรุณาจึงพูดเพียงกันตยุคณะกรรมการและบรรดาบริษัทจัดงานจิตติกรุณาทรงเรียนอันยิ่งใหญ่ดาวคือบรรดาหนึ่งกัจจ์จึงเพื่อวิบินทวีดังบัญชีกรมกองถอยที่ถือและยิ่งทะเยอทะยานในประเทศขันมาแจ้งมนุษย์เช่นเจ้ากัมพีทีกัตสายโอมันเป็นเจ้าขันสายม้าสมบูรณ์ฉลองประเพียรไหมในพวกอัมเปกวันนารันในตะสุ ไปซื้อไปซื้อแมงกี้ลิจูบได้ถือว่าบาทสมานไปซื้อไปซื้อมันตันเดียบ้านบ้องใส่ตันเดียบ้านกรอบเนี่ยซ้อนบ้านกรอบอ่ะบาทสัดก่อนเป่งเดี๋ยวบ้านโอ้สมานตะก่อนเป่งไหมบาทสับเด้งอ๋อเนี่ยมาดมนั่งนาปีเคยจะปลักน้ำมันจุ้ยแล้วต้องสับว่าต้องสับต้องบาทเอาเกินน้ำมันนะสับสบายบาทบ้องยังไงบาท บ้องยังบาทให้นี่จะยินมิตรที่ลูกตาลูกเจ๊แม่กรอนขอบาทลูกตาลูกเจ๊ผมแม่ประคุณ chào thưa quý vị và các bạn, ở đây là cô chú cùng bà người Khmer cũng như ở gần chùa đến phụ giúp chùa trong ngày dịp lễ Khánh Thành ngôi chánh điện tại chùa Đại Cơ Xua của chúng chị rất là đông, và cô chú ở đây gặp là rất là vui vẻ và bác của chúng chị và rất là vui vẻ và mến nhau lắm. Dạ đúng rồi, đến đây ai cũng vui hết á. Dạ dạ, đây cô chú anh chị rất là đông luôn. Dễ chúng mình xuống luôn dễ sập sập bài sập sập bài luôn dễ. Ê, thầy lực dê nó chết đến đá lực dê. Ủa, nhóm sắp nát nữa ta. Bạt. Bạn trái miền của xã Trên Tâu.
Bà thì tôi nói sốc nè. Mô liên, nó có nấu cơm thì bàn. Bà, hay lúc gì mà bàn mặt thằng ai vậy? Mô bì thằng ai vậy? Bàn bì thằng ai, xâm rã nó có nấu quạt mỏng à? Thế xâm rã? Dục tôm tê. Ô, dục tôm tê. Bà. Bà. Ai đứng trong phòng dẫn nhầm tôi tao ấy. Giờ tôi bị tê cào. Bà, giờ tôi bị tê cào bà. บาดบาดสบสบายสมจุบตัวลงใจเมนสบเป็ดมะม่วงบาดบาดบาดสบสบายสมจุบตัวลงใจเมนสบเป็ดมะม่วงบาดบาดบาดออกกันลงใจอย่างเจริญบาดบาดให้ลูกตาลงใจต้องเป็นหยิบมิดตรวจสัตว์กระปุกในตุสนาหนูก็ใส่วิตโอหนูพรึกหนูกระนองกับปฏิบันสปุดฉลองรวมโปรสัตว์ด้วยจะเปล่าไปเหยียบทำไมหนูวอดตายแต่สู้แสดงหนูแคบสกังบาด ให้กรรมธิการบุตรเรียบจำนางทั่วใกล้การใส่โบบาดอาคิธาจารันแมนแมนโตเจียข้างประซองข้างเปิดบอร์ดสัตว์ดังจารันบาดบาดเมื่อลูกตาเย็นเป็นปลอดสัตว์ทางที่เราปฏิกราปฏิกรองไม่ดึงถ้าจูบประตูสนาก็จะอยู่ใกล้ใส่ประตูระบาดรุกยมเฮ้ย สองคนเลยช่วยไล่อยู่แซ่ในกรองตามบ้านนกเซวิโตทำไมทำไมระบาดรุกยมบ้านให้รุกยมหนักท่อมเจนนกเซวิโตนะนกกำปฏิบันนิมวยนิมวยนกนกกำปฏิวัปทอกแม่ยืนบาดสมบกันบาด Vừa rồi quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc của tốt múa chùa Đại Tứ Xuất, những lời ca tiếng hát điệu múa đã mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay lớn và thật dày để cổ vũ đến các em. Xin cảm ơn. Xin cung thỉnh chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức, chư Tăng cùng quý vị đại biểu chúng ta đồng khởi thân để làm lễ tam bảo. Xin trân trọng kính thỉnh và kính mời. Và chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng
tăng nô khởi niệm a la ha pa sa ma sa quan tha sa ni mo ta sa te ke we ta a ra ha ta sa ma sa quan tha sa ni mo a ra ha ta sa ma sa quan tha sa. Kính mời, kính thỉnh và kính mời toàn lễ đường đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban chấp hành hội đoàn kết sư sãi tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh thành, cũng như quý vị thường trực của huyện Mỹ Tú. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện đảng, chính quyền, mặt biết bà con, Phật tử gần xa đến tham dự buổi lễ các ban khách thành và lễ tiếp giới Sima ngôi chánh điện ngày hôm nay. Trong không khí trước thềm năm mới Tết Chôn Năm Thơi sắp đến, chúng tôi rất hân hoan và hoan hỷ khi được quý vị chư tôn đức quan lâm chứng minh và rất vui mừng được đón tiếp quý vị đại biểu, quý vị khách quý và bà con Phật tử gần xa đã dành thời gian quý báu đến dự lễ cắt băng khánh thành tiết giới Sima ngôi chánh điện này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, mấy năm gần đây ngôi chánh điện cũ hai tầng đã xuống cấp, không đảm bảo trong việc phục vụ nhu cầu tăng sự và các nghi lễ tôn giáo trong ngôi chánh điện nữa. Năm 2019, Hòa Thượng Trần Xia cùng ban quản trị và bà con Phật tử nơi đây đã bàn bạc và đi đến thống nhất tháo gỡ ngôi chánh điện cũ và nhất trí xây dựng ngôi chánh điện mới. Đồng thời, ngôi chánh điện được khởi công vào ngày 9 tháng 4 năm 2019. Trải qua 5 năm xây dựng, công trình ngôi chánh điện mới đã được hoàn thiện. Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tại công văn số 21 ngày 25 tháng 1 năm 2021. Hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Giáp Thìn, Thường trực Hội đoàn kết sãi nước tỉnh trụ trì, quý vị chư tăng, ban quản trị cùng bà con Phật tử chùa Đai Ta Suốt long trọng tổ chức lễ tiếp giới Sima để đưa ngôi chánh điện mới vào sử dụng theo lễ nghi tôn giáo đúng với giáo lý và giáo lực của Đức Phật. Trên đây chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay, xin chúng ta nhiệt liệt quan ngân chung. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ các băng khánh thành kiếp giới Sima chùa Đai Ta Xúa ngày hôm nay, ban tổ chức rất trân trọng được đón tiếp và cũng xin trân trọng được giới thiệu tất cả quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức là thường trực ban trị sự tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh thành cũng như tất cả quý vị lãnh đạo đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Về giáo hội, chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng được giới thiệu hòa thượng Trao Ti, phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang. Xin nhiệt liệt quan ngân chung. Và chúng con cũng xin trân trọng được giới thiệu hòa thượng Tăng Nô Quỷ Viên, thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước
tỉnh Sóc Trăng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng xin chúc mừng đến Hòa Thượng Tăng Ngâu đã có ấn ký sẽ được chức mới là Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin chúc mừng. Và chúng con cũng xin trân trọng được giới thiệu Hòa Thượng Lý Sa Mất, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bạc Liêu. Xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thạch Hôn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội đồng Các sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Hòa Thượng Châu Sơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Hòa Thượng Châu Trót Quỷ Viên, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang. Xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Trần Kiến Quốc, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Hòa Thượng Châu Sinh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Hòa Thượng Châu Cát, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Hòa Thượng Thạch Sông, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Thượng tọa Lý Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Hòa Thượng Thích Minh Phúc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng ngôi chánh điện. Vậy đến giờ này chúng tôi xin đại diện cho nhà chùa lên để trình báo cáo trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vì chúng tôi chưa có nhận được người nào tên gì để lên báo cáo đến giờ này. Vậy xin trân trọng kính mời. Xin tất cả đầu. Thôi thì em vào rung nằm xuống rạp ngoài một cung rẽ ốc bật thế nằm rẽ thế ra rạp nông bước vào ông nằm xuống vào rung cám ơn bà rút sức tha băng để hót nằm xuống vào rung bằng đi khỏi lục ta lục mê lục viên để mến quát tụi em nằm trong tiền ní ở bà to bằng ní nhưng ba nằm xuống báo cáo con tắc lịch sử tình hình và quá trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Ampewanaram tay tới xuống kính bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức kính thưa quý vị đại biểu đại diện đảng chính quyền mặt trận đoàn thể các cấp cùng quý vị bà con phật tử gần xa đến tham dự buổi lễ các ban thánh thần và lễ kết giới Si Ma ngôi chùa chánh điện. Ngày hôm nay chùa Đại Cát Xúa tên được gọi là tòa lạc tại ấp Xúc Xài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chùa Đại Cát Xúa được xây dựng vào năm Phật lịch 2381, dương lịch 1837 bạn đã nói chuyện cam bát thi cam bát thi họ
thần tăng sự tam bảo theo truyền thống Phật giáo. Chùa Đa Cho Xúa được xây dựng cách đây 187 năm. 187 năm nhé cô chị. Tám vị trụ trì. Đỗ Trì thứ 8 là Hòa Thượng Trọng Xuyên từ năm 1992 đến nay. Ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer chính là trung tâm văn hóa, là nơi giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, là nơi tu hành của các vị sơn sải và hội môn, và nơi làm lễ của bà con với ông bà cha mẹ, là một trường giáo dục đào tạo và đạo đức và tiếng nói chữ viết cho con em của đồng bào dân tộc Khmer việc thực hành và lễ lễ thường tổ chức tại khuôn viên chùa. Mỗi khi tổ chức lễ thường kết hợp với hội và làm cho con cuộc người Khmer vừa vui tươi vừa là chỗ dựa. Một cái thằng ăn da có vậy mình được ăn da nữa chân đấy cao trọng sản xuất vừa củng cố sự gắn bó trong cộng đồng của các dân tộc tại địa phương. Do vậy nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phục vụ đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con được hình thành và xây dựng được khang trang như ngày hôm nay. Nhờ có công đóng góp rất lớn từ các vị hòa thượng, thượng tọ, đại đức và các vị não tiền bối, nơi đây dù cuộc sống của từng giai đoạn gặp nhiều khó khăn, nhưng các vị rất quan tâm và chú trọng đến việc mạo vệ xây dựng ngày. Đại chúa, đại chúa. Chúng con xin trân trọng kính thỉnh hòa thượng Trần Xuyên chủ trì. Và dây băng Khánh Thành cũng như là đi Khánh Thành của chị và các bạn xe đây. Và đây các Reneri đang chuẩn bị chút nữa làm lại các băng Khánh Thành của chú chị. Và các Reneri rất là dễ thương của chú chị, rất là xinh luôn. Đây, trong dịp lễ Khánh Thành Ký Giới Sima tại chùa Đa Cho Xúa hôm nay của chú chị. Và Reneri tóc sỏi của chú chị, rất là dễ thương nè. Chào em. Cho một chàng pháo tay để quá dễ thương của bạn của chú chị. Và có chú anh chị và các bạn xem video của bên nhớ bấm like và đăng ký để theo dõi các chị Neri Khmer của chú chị. Và tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lý Quốc Hà, tỉnh Duy Nhiên, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng lên soạn nhãn hoa quà quà cho nhà chùa. ก็จุ๊ดระดมบาดให้ตาเมียนโดยทางพระบรมสัจจังจิตราบรมเจริญสบสบายมีสบสบาย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 ส
Các cô rất là vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn ông Lý Đô Thà. Kế tiếp chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Cung, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, lên tặng lãng hoa hồng vàng chúc mừng đến nhà chùa. Và phòng lại tặng lãng hoa hồng vàng. Tất cả dễ thương quá trời luôn hả? Và thưa chúng ta xin một tràng pháo tay để chúc mừng cũng như là tri ân. Và xin cảm ơn ông. Xin trân trọng kính mời đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
mời đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Tú lên tặng lãng hoa. Chúc mừng quà tri ân đến Ban Trị sự huyện Mỹ Tú. Xin tri ân thượng tọa. Quà kế tiếp, chúng con cũng xin cung thỉnh Hòa Thượng Châu Ti, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, có phần quà để cúng dường đến nhà chùa. Kính thỉnh Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội trưởng Hội đồng Cơ ích Sơ sải Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, chúng con xin tri ân Hòa Thượng đã có phần quà chúc mừng đối với nhà chùa. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để tri ân đến Hòa Thượng Phó Pháp Chủ. Và đây cũng là một vị Hòa Thượng chuẩn bị chức vụ Phó Pháp Chủ của tỉnh Sóc Trăng. Xin tri ân Hòa Thượng. Và kế tiếp, chúng con xin trân trọng kính thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Xin trân trọng kính thỉnh Hòa Thượng. Hòa cũng xin cung thỉnh tất cả quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức. Hòa đến giờ này chúng con xin tri ân Hòa Thượng, xin chúng ta cho một tràng pháo tay để tri ân. Và giờ này chúng con đã thấy Hòa Thượng Châu Xuân Hy, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang cũng đã hiện diện và có phần quà để cúng dường và tặng chúc mừng. Xin tri ân Hòa Thượng. Kế tiếp chúng con xin trân trọng kính thỉnh Hòa Thượng Châu Prok, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, trụ trì chùa Thâm Ích An Giang. Và chúng con xin cung tỉnh Hòa Thượng Lý Sa Mít, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Xin trân trọng kính thỉnh Thượng tọa Lý Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Hội trưởng Hội đồng Cơ ích Sơ sải Yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Và xin cung thỉnh Hòa Thượng Thạch Song, Phó Hội trưởng Hội đồng Cơ ích Sơ sải Yêu nước tỉnh, Hòa Thượng Dương Nê, Phó Hội trưởng Hội đồng Cơ ích Sơ sải Yêu nước tỉnh, Hòa Thượng Thích Thiện Phúc, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Châu Cát, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Tạch Thôn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị cứ từ từ và chúng con sẽ tôn vinh xướng danh của quý Hòa Thượng. Kế tiếp Hòa Thượng Tạch Thôn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và kế tiếp Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Liêu Huyền, trụ trì chùa Băng Cót. Đại Đức Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Lý Hải, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Thạnh Trị. Hòa Thượng Lâm Sương, Phó Hội trưởng Hội đồng Cơ ích Sơ sải Yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Và kế tiếp Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự kiêm Phó Ban Pháp chế Trung ương. Và kế tiếp chúng con xin trân trọng thỉnh Thượng tọa An. Và kính thỉnh quý vị Thượng tọa Đại Đức chúng ta tiến hành
và những vị chúng tôi không không rõ địa chỉ, xin quý vị cũng quan hệ. Đây là chùa mình đi Sra Keo na so mà tận đây bên chùa Kuru Prang na nên bên đây chùa chào Atika Wat Thong và chào Atika Wat Bang Thong và chào Atika Wat Bua Pu Tuk na. Và chúng con cũng xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Châu Sơn. Hòa Thượng Châu Sơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh An Giang. Xin cáo lỗi, Hòa Thượng là ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta xin cho một tràng pháo tay để tri ân cũng như là để chúc mừng. Trân trọng các vị đại diện cho các phòng ban của tỉnh Sóc Trăng cũng như của huyện Mỹ Tú và địa phương theo. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Dương Thị Kim Thúy. Xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Xem. Xin trân trọng kính mời ông Danh Hoàng Nguyên. Xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Thu Thảo. Xin trân trọng kính mời ông Võ Thanh Quang. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Nhâm. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Phước. Và mời đại diện tất cả các phòng ban đã có chuẩn bị phần quà để chúc mừng. Và chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng lãnh đạo và các đại diện của các ban ngành đoàn thể các cấp của tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú cũng như là địa phương. Xin trân trọng. Và kế tiếp xin kính mời con cháu bà Sơn Thị Tốt lên tặng hoa và quà đến Hòa Thượng Trần Xia là trụ trì chùa Đai Ta Xúa. Và đến đây đã kết thúc. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng. Hòa Thượng bước xuống dưới Hòa Thượng. Nếu quý vị lớn tuổi lên không nổi. Đây thì mạnh đây có nó cho cần đã có nó cho cần đã có nó cho khang khang nó cho trong. Đây xong mà lấy nó con đó là gì ta phục qua sát chia mà trả tiền. Mà cha co sang để men sự thiệt cho đẹp la ban bảo kim nấu tí giờ tiên cũng đôi chia thắc vì ca và chay mọi đó bên đây chúng con chào thì ca ai đó bên đi cách đài bảo kim nấu cùng rong ca có đôi chia ông nôi rồi bảo bên đây chúng con cứ bảo ông nâng hoa lô nè đắk nông của tha ban bác ngừng rắc tìm ơn để bàn lên hãy được này xa chia thông báo đoàn tiết thì nhóm bệnh ca rừng nà thông báo tiết có xong chùm nuốt mốc ôi cần nạc chất tăng nâu bị thị bánh tình cho khăn đại sinh má xâm phốt các xài phố rồi bỏ vọt đầy tờ xuống có xong play ẩm nò ơ bệnh quân nâng ơ quân giang chú chú chùm bố ca dốt chất tục năng có đôi chia cùng rong bệnh ca nâng ẩm nôi tiền lai đề bệnh chủ quân nâng ọt lục nghiệp để bàn dược mọc ọ xa tô thân ông bị thi bần cho xây mà đi hãy đến chân hết xong ọ xa tô đòi snow tiết tay mùi ở khăn khăn vô trong khoảng thời gian 5 năm xây dựng ngôi chánh điện đến thời điểm này ngôi chánh điện cũng đã hoàn thiện
để có được ngôi chùa được khang trang như ngày hôm nay. Tất cả đều nhờ vào công sức tâm huyết nơi đây và có sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Để đáp lại những công lao to lớn ấy, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú lên lễ đài phát biểu chúc mừng lễ các ban thánh thành và lễ ký giới Sima. Xin trân trọng kính mời ông. Bà ra hàng tiến hàng cùng mà đi bên trong chật là bỏ nắng xe bố các bạn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phong và sự chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của đồng bào sư sãi toàn huyện nói chung và xã Phú Mỹ nói riêng. Đã xin cảm ơn ông. Và đến giờ này chương trình tặng bằng công đức cho Phật tử tiêu biểu đã có đây nhà chùa nguyên dân tặng bằng công đức đến với cá nhân và tập thể tiêu biểu đã có sự đóng góp cho nhà chùa trong thời gian qua. Xin mời quý ông bà và đại diện gia đình có tên sau đây lên lễ đài để đón nhận bằng công đức của nhà chùa. Xin trân trọng kính mời ông Triệu Khóc Sái có công lao rất nhiều đối với nhà chùa. Và toàn thể lễ đường chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để vinh vang các vị đã có công. Và chúng con cũng xin tri ân đến Hòa Thượng Cầm Xia đã tặng bằng công tiên dương công đức đến Phật tử. Và sau đó kính mời thầy Vito đến cư Vito chạy cầm lang nấu cam bát thi bàn sâm bột lót đôi chè bàn chọc khát xe má nấu con nóng khét 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 đôi chè hạt khét sóc trăng bàn chè bòn đinh bàn hai vòn đấy chỉ vòt thì buôn hai bàn vòt thì buôn vòt chọc rõ nấu vòt có tung nấu là khét sóc trăng bàn khét tàu vấn nấu đôi chè khét khét tàu vấn nấu vòt tua tàu thóc trồng tanh bàn vòt tua tàu thóc trồng tanh đang mèn thua bàn sâm bột lót cà phê ban chú chăm mấy bà phê này chết khám mẹ dương chú lo gặp ngay là bạn chạp đàm sử dụng chú lo các bạn lúc gọt tôi tập thốc trong tranh bạn thay xong mà lục tà lục dạy bụng mẹ phỏng bốn chạp đàm lục tù sân à lục xe vết ô đi chạp mạch trọng tạp đàm lục xe vết ô thông mẹ ra bỏ biên tư vi bạn biên là chạy gầm lên lục xe vết ô lục cầm vật thi bắn mùi mùi lục nông đôi chìa bắn vọc thoát mẹ dương bạn bạn xin xin bạn chào và thân chuyên chị và các bạn và biên chia sẻ trong bài này kinh tế sơ ma trong tỉnh Sóc Trăng của mình á, thì video ngôi chùa này cũng là ngôi chùa thứ tư rồi là chùa Đại Tế Xua này chùa đầu tiên cũng như là chùa chùa đầu tiên là chùa
băng phân nít phải không? À, chùa Tinh Trắc và chùa thứ hai là chùa băng phân nít, và chùa thứ ba là Prajit, và chùa thứ tư là chùa Đa Giê Xu này. Ông Chung, ông Chung là thứ ba. Dạ, đúng rồi anh, thì ông Chung Prajit đó là thứ ba, còn Đa Giê Xu là thứ tư, còn thứ năm là chùa Pa Tung. Tại vì mình chưa đúng lịch trình, có thể dạ. Làm dạ. 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 Thì qua lại chia sẻ của anh ấy, thì anh nói dạ, thì ni lịch trình có thay đổi gì bên sẽ có mặt cũng như là cập nhật thông tin cho quý vị và các bạn cũng biết, cũng như để sắp xếp đến tham dự đại lễ Kisima. Chùa tiếp theo đó là chùa, và chùa tiếp theo thì biên chia sẻ đó là chùa sẽ tới là chùa chùa Tà Thóc trước, bên cạnh chùa trước mấy chùa cái chùa Pa Tung. Dạ, đó là chùa chùa Tà Thóc, còn được gọi là chùa Trung Tranh tại tỉnh Tà Vinh, huyện Trà Cú nha các chú anh chị. Thì tiếp theo đó qua chùa Sơn Nam Thơ Mây thì sẽ tới chùa Pa Tung, huyện của Lào Dung, tỉnh Sóc Trăng nha các chú anh chị. Dạ, nếu lịch trình có thay đổi biên sẽ cập nhật thông tin cho cô chú anh chị và các bạn cũng biết nha. Dạ, nhớ đăng ký theo dõi kênh của biên nhé, để có video mới nhất, phong phú nhất, hấp dẫn nhất để đến quý vị và các bạn cùng xem. Dạ, và hôm nay chùa Đại Gia Xua thấy Phật tử đến tham gia trong đại lễ cái Kisima rất là đông các chú anh chị, thì sáng hôm nay đang làm lễ các băng khánh thành các chú anh chị. ក៏រំទិទីដែលបានរួមចាំអធិការទីប្រាំឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺរួមចាំនៅពេលនេះឯងហើយដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញពិសេសគឺនិមន្តបដិជគុណគោរពព្រះអង្គនិងគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកដែលមានអ្នកនិងស្មោះនៅខាងក្រោយនេះក្រោយនេះ ដើម្បីមកប្រពៃពីកាត់ខ្សែបូបាទអាភិវលៀនអចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធីបានសម្ពុតឆ្លងរាជវិធីថ្មីបានបញ្ចប់ខាត់សមានៅវត្តឡាទៅសួរ ថ្ងៃទី5ខែផលគុណឆ្នាំថោះបច្ចស័កបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2563ឬនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទតាមពិធីបាទយ៉ាងមកធ្វើគុជជនជាបាក់បាក់ហើយបាយខាក់លឹងធៀងគុំទីឡាខាក់កាក់បាំងខាន់ថាន់ដល់ដើមយ៉ាគុជជនជាយ៉ា xin trân trọng công thỉnh và kính mời quý ngài có tên sau đây tiến lên để chúng ta thực hiện nghi thức giác ăn. Trước hết chúng con xin trân trọng công thỉnh hòa thượng Tăng Nô. Hai, xin trân trọng công thỉnh hòa thượng Thành Thôi. Ba, xin trân trọng cung thỉnh hòa thượng Châu Ti. Bốn, xin cung thỉnh hòa thượng Trần Xia. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời một, ông Lý Đô Tha. Hai, bà Dương Thị Kim Thúy. Ba, ông Phạm Tuân. Bốn, ông Nguyễn Thanh Phong. 5. Ông Thạch Tạ. 6. Ông Lý Em, Lý Em. 7. Ông Triệu Hồ Sáng. 8. Bà Triệu Thị Thu Phí, Thu Phỉ. 8. Ông Quách Tài Loại. 9. Bà Triệu Thị Thu Thanh. Bà Triệu Thị Thu Hà. Vậy xin cung thỉnh quý ngài và trân trọng chúc mời quý vị chúng ta tiến lên để thực hiện nghi thức các bạn. Và đội ngũ chúng ta chuẩn bị và những gì phụ trách trong nghi thức xin chuẩn bị.
À, được thế. Thân ông ông cao tên yên. Thân nhóm trạng cao tên yên. Xóm ở rất tên yên, thật đầy chút, đầy miền yên. Cô đô chia xóm mình chơi khó lúc yên. Nhạc sĩ, đầy ban an yên, lan ông. Ở căn ti tổ rút vị thi, sắc xài bồ. Và xin trân trọng, kính thỉnh và kính mời tất cả quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức cũng như quý vị lãnh đạo, quý vị đại diện cho các ban ngành toàn thể các cấp và toàn thể lễ đài của chúng ta, tất cả khởi thân để đón mừng lễ các ban khánh thành trong giây phút này. Vậy xin quý hòa thượng, thượng tọa cũng như quý vị đại biểu, chúng ta chuẩn bị và sẽ nghe theo cái phát động đếm từ 3 đến 1 xem như chúng ta sẽ cắt quay cái lễ các ban khánh thành hàng triệu con tim xây quan ngôi chính điện này cũng là chùa tay ta xuống lại các ban khánh thành của chúng ta quá đông của chúng ta. 2, 1, cắt. Chị yêu, xóm ở bà xa tơ. Để xóm ở bà xa tơ, để xóm ở bà xa tơ. Thôi thích chạy dạng to, lôi xa tơ. Chạy dạng to, lô tô, thị nghe mơ lê, xa chá, ngang xa, tê quên, thân nâu, hê quang, toàn, nguyên tự do, lô hê chá. Anh kiểu người lúc có chút chuyện quá là đông, có chút ngang chùa, lúc có chút chuyện thôi. Quá đông luôn. Anh kiểu người. Đã. Quá là đông luôn này. Ba cây xa mẹ mình bỏ lên sân dạng cơ đám ta không chăm kêu lê à đo cha kêu lê gặp sơ bô nụ nụ cầm thi bánh sơ bụt lo nụ cầm thi máy để cho bánh sơ bụt nụ cầm thi mà bạc nụ cầm thi dụ bạc ba tiệc thi nê chê yô សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះប្រដេកជនគ្រប់ផងសូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលមកក្នុងពិធីនេះសូមបញ្ជាដល់លោកតាលោកយាយអរគុណព្រះវិហារវត្តដៃតាសួរសូមអរគុណសូមមិនជឿអំណរលោកអ្នកចូលមកព្រះវិហារដើម្បីធ្វើកិច្ចទេសនានិងថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យថ្វាយទូកសូមស្វាគមន៍គុំមកទីមួយ Tất cả quý vị đại biểu chúng ta tiến về chánh điện để tham quan và phát nhãn hương cũng như đến tam bảo và xin trân trọng kính mời. Sau đó chúng tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin tri ân nhưng cũng như là cảm ơn đến quý hòa thượng thượng tọa đại đức và tất cả quý vị đại biểu của chúng ta. Và cuối cùng sau khi tham quan chúng con xin cung kính quý ngài và xin mời tất cả quý vị chúng ta trở về nhà ăn để dùng một buổi cơm khăn mặt với nhà chùa. Xin trân trọng tri ân và xin cảm ơn. Bây giờ biên mời quý vị và các bạn khán giả các bạn cùng bước vào ngôi trong của chính điện cùng chiêm ngưỡng bên trong của chính điện trong những ngày thanh tịnh như Sima tại chùa đã được xây dựng của chúng tôi. Chúng tôi đã đặt tay nhóm tất cả các nhà sau mà đã được liên minh trong đại chúng quân của đồng bằng. ก็ได้เจอมาเมืองเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยก็ได้สัตว์ที่ลายชั่วเก่าที่กันได้แต่ตัวโคจิเนียฮะนี่คือรูปภาพเทียบโนอาพระวิหารจาบันว่าได้ลายอันนั้นลายโคจิเนียโตก็จะได้ลาเป็นพิซซ่าโคจิเนียก็จะได้โคจิเนียโก ล, ลาก็หันทึกลาหายตังนะฮะหายตังนั่นล่ะ hình ảnh ngôi chánh điện cũ chính vậy cũng như là làm ở phía xa chánh điện để làm lưu niệm sau này chính vậy đó. Giờ mình sẽ giới thiệu vào trong nha, rất là đông quá chính vậy quá à, đây có chính vậy Phật tử quân quân ngôi chánh điện quá đông luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn đã biết hát nông luôn là phố sau đó trong hiệu sản trọng biết biên mình to cho bạn và một biệt ra cho bà dạ và biết cáo quý cô chú anh chị Phật tử đêm tham dự đại lễ nhớ đừng có nên đeo những trang sức vàng bạc cho cô chú anh chị để cảm giác để cho những cái chuyện sự cố không hay xảy ra cô chú anh chị dạ khuyến cáo nha dạ bà xong chuẩn bị bò lúc nào lúc này nó chạy nhìn mình bò sắt để bò chùa rôm cho bà đồng cam bà thi bằng sập hồn cho nó tôi chia bằng bà cho các sản á xong con chú ôi xong con phê nô trường là bó nó chia mẹ prạc bạc mẹ prạc bạc hôm nay là hấp thì khác đến khi xả luôn à quá trời đông đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye.